trên chiếc xe của ông cụ là tụng một cái bài kinh. Cô chú anh chị ơi, khi mà đưa tiễn ông đến nơi an nghỉ cuối cùng ha. Và bữa nay là mấy anh em ở mộ cũng nhận được một cái thông tin rất là bất ngờ cô chú anh chị, khi mà chị Hồng Ni đó thì bên live bất ngờ là chị cũng đã có những cái cập nhật mới ha, và tình hình của chị thì ở trên phòng một hai giờ chiều, cô chú anh chị ơi thì báo tin cực kỳ là vui, thì bất ngờ là ở mộ của chú Vũ Linh lúc này, trời ơi, con gì đây, con cóc của chú anh chị ơi, con cóc xuất hiện ở trong cái bịch khăn giấy, nhưng mà bịch khăn giấy này lại là nằm ở ngay chỗ dưới cái bàn thờ của chú Vũ Linh, của chú anh chị ơi, một cái điều phải nói là cái tâm linh gì đó hay sao á, cái điều cũng không biết được của chú anh chị, đó rất là bất ngờ nha. Rồi thì chiều nay là cái mic của Hồng Tiên đang có vấn đề của chú anh chị ơi, nó cứ bị điện hoài nên là Tiên phải ghi âm lại, nên là những lời của anh em nói là không có nghe được, cô chú anh chị thông cảm cho Hiện Tiên nha cô chú anh chị. Hả? Hai ngày rồi là không có lau mộ được, bữa nay lau mộ nhưng mà đúng cái ngày này sao Tiên không thấy nó là báo hết pin mà nó lại hết, nên là mình không thể nào mà kiểm soát được cái vấn đề này. Đó, có mic thì cô chú anh chị nghe rõ nhưng mà đều ảnh hưởng tới cái việc mà Tiên nhiều khi mình biết nhưng mà nó lại không thể nào kiểm soát nổi của chú anh chị ơi, cô chú anh chị thông cảm trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Đó, chị Ni là bây giờ là cũng đã an toàn cô chú anh chị ơi, và cũng mừng ha, thì dì nậu đồ cũng đã lên đó, thông báo đó, rất là nhiều đó. Rồi anh Nguyên Vũ, anh Nguyên Vũ thì chiều nay cũng đã có một cái thông báo của chú anh chị cực kỳ là vui, là đem thông âm để cho vòng chung kết của chương trình Vũng Cổ của chú anh chị. Cái tên này mới là cực kỳ hay của chú anh chị ơi, cực kỳ vui đó, cực kỳ vui, mình vừa nhận được cái tin của chị Nhi và của anh Nguyên Vũ nữa cô chú anh chị đó. Rồi từ thành phố bảo vệ cũng như là ủng hộ luôn giúp đỡ cho chị Hồng Loan ha. Còn anh ấy
nói vậy là được rồi cô chú anh chị đó. Anh ấy thì lúc trước cũng giúp mà bây giờ thì mất tiêu rồi đó, và còn nó còn nhiều vấn đề xảy ra nữa thấy không cô chú anh chị đó. Rồi quay lại luôn đó, quay xe. Còn bây giờ là duyên với anh Vũ thì lúc trước là anh sẽ làm rồi cũng hỏi chị cũng như là giúp đỡ cho chị Loan rất là nhiều, và bây giờ là trong những cái thời gian mà phải nói anh nhắn bóng âm thầm đó, không có nói câu nào, nhưng mà bây giờ thì anh cũng đã có những cái quả ngọt rồi cô chú anh chị ha, đó rất là thành công trong cái con đường của mình đó, sự nghiệp rạng rỡ luôn chứ không phải như là người ấy ha đó. Và chiều hôm nay thì cũng nghe chị Hồng Loan cũng thông báo một số cái tin vui đó, là chị tới đây là ngày 9/9 là sẽ hát một cái cover của chú anh chị hả, thì cũng sẽ có nhạc sĩ Hồng Loan đó, và như là cũng có anh Tiền Sang với anh Linh Tý thì phải đó, cũng có thì bài cũng có bài ca nghệ sĩ đó, thì chơi trong cái đợt tiên mình yêu thương mà đến ha đó. Thì chị hôm nay là một mấy anh em lau mộ, bây giờ là hiện tại là trời đang chuyển mưa của chú chị, chuẩn bị là mưa lớn nữa rồi, nên là mấy anh em làm lau mộ thì cũng hai ngày xa trước là cũng đã hết dầu rồi, nên là bữa nay là phải chăm dầu cho nó kịp của chú chị đó, trước khi mà mưa đến nữa. Chuẩn bị vô phía trong cô chú anh chị nha, để chuẩn bị cho thầy làm lễ trước khi mà Hạ Nguyệt
Có anh à. Kiên vào phía trong để thầy làm lễ nha. Rồi tới đây thì cái video của Hiền Tiên cũng xin phép được khép lại. Sau khi mà mấy anh em bây giờ là thắp hương rồi chứ anh chị ơi, trước khi ra về thì Hiền Tiên cũng xin chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi chiều thật là nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình của mình. Và cô chú anh chị đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cũng như là theo dõi những cái clip tiếp theo của Hiền Tiên nha. Đó, rồi bây giờ là Tiên xin chào và hẹn gặp lại cô chú vào sáng ngày mai. Đã trên đầu á, đã trên đầu á. Rất là nhiều mà trần hoa một cái tuyến của chú anh chị đó, mấy anh là đây đem vào nữa ha. Bên đậu tì sẽ vào bên trong để hạo nguyệt nha cô chú anh chị. Sau khi mà thầy cúng xong
Chú 58 tuổi của chú anh chị. Hiện tiên cũng xin phép được khép lại, chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi trưa hoặc là nhiều niềm vui cũng như là nhiều sức khỏe nha cô chú anh chị, và hiện tiên cũng sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái clip tiếp theo.